Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mà mấy chị em mình đi ăn tắc niên nha các bạn. Bữa nay thì mấy chị em mình sẽ đi ăn lẩu Mông Cổ. Để mình vô trong đó mình review món cho các bạn coi nha. Bữa đường cái này là cái quán lẩu Mông Cổ nha các bạn. Tại vì biết nhau không? Ăn lẩu Mông Cổ đâu có gì. Tại vì đây là nó ăn bao bụng mà cho nên nó không phải là lấy đầu nợi. Ở đây là mình ăn mấy chả theo đầu người. Ở ngoài trước đó. Trong đây thì quan trọng không? Các bạn thông cảm nha, nó hơi ồn ào. Mùi cà ri thôi. Mùi cà ri. Mùi cà ri. Này. Nó có chữ. Bữa này giống chữ Trung Quốc. Quan cảnh quán cũng rộng rãi sạch sẽ các bạn. Thì đây là mình vô mình ăn nó tính theo đầu người. Ủa ăn đây là nói là buffet đó con. Tính đây nó tính đầu người các bạn. Nó có sẵn nước uống này cho mình luôn nè, mình thích uống thì mình uống. Đó. Sorry. À. Cái này là kem các bạn, kem mình tự ăn mình tự làm nha, có sẵn máy làm kem cho mình luôn nè, nó lì để kem. Đây là mình tự chọn ha, đó nó giống này, nó giống như là một cái chỗ mà ăn buffet vậy các bạn, nhưng mà buffet dạng lẩu á. Có sẵn nha, mình vô mình chọn gấp, mình thích ăn gì thì dúng vô gì thì mình gấp cái đó. Đó cá nè, còn thịt cù thì người ta sẽ đem ra sao. Các loại bún, các loại mì các bạn, mì nấm, thích ăn gì thì mình lại đây mình gấp mình ăn thôi, có đủ hết. Rất là nhiều món các bạn, hay mấy cái món salad rồi nem, cũng có chả giò rồi nữa nè. Cái này đồ để mình nhúng vô lẩu á, trứng cút, mấy cái chả cá thôi các bạn, chả cá nè, rồi mì nhúng. Cái này chắc đồ lòng kho tử rồi, rong biển, khoai, rất là nhiều món ha. Đây là bánh nè. Này là món tráng miệng các bạn. Đó, món tráng miệng. Ờ đây, cũng có mì xào nè. Các loại mì ha. Wow. Đây là đùi. Đây là thịt cừu các bạn. Đây là cơm. Nói chung giống như buffet các bạn. Chị làm chung nè. Mấy chị làm chung. À, mấy chị em đang ngồi đợi bàn các bạn. Tại vì ở đây vô là ấy rồi, mình phải đặt bàn trước các bạn. Chứ đông dữ lắm. Là chỗ tính tiền nè. Đây nè, cái này là cái đồ để người ta để lẩu vô các bạn. Đó, ở đây người ta có cái bàn để mình bỏ lẩu vô nè. Cái bếp. Bếp tròn tròn, trên mỗi cái bàn nó đều có cái bếp tròn tròn. Đây nè. Nó có cái này là nửa bên cay với là một bên không cay nè.
Bữa này là lẩu gì không biết luôn. Nói chung đồ Mông Cổ. Mình ăn để cho biết thôi. Nè các bạn, nè đó, mình được hai cái mặt nè. Trong này người ta cho mình nước. Bên cài, bên không cài nha. Rồi mình sẽ đi lấy thức ăn. À, mình muốn ăn nhiêu mình lấy nhiêu, mình thích ăn gì thì mình cứ lấy đi. Đó. Cái này người ta bao mình đầu người nên là không có sao đó. Chưa, từ từ nước sôi hả, bỏ vô. Ừ, bỏ vô đi. Bỏ vô hết đi. Đó, giờ mấy chị đang bỏ vô nữa các bạn. Ủa mình không có kêu theo thịt cù hả? Ta thường đó, kêu đó là tính riêng đúng không? No, bao hết à. Những gương mặt đang đói và đang đợi. Đang đợi chờ ăn. Đây nè các bạn, đây là mấy cái dĩa thịt cù. Mỗi thứ lấy cái đó, chị muốn thích pha sao pha đó. Dạ. Ok. Đây, ta cho nước chấm. Đây, thịt cù. Được. Dạ. Chạy, cái này là thịt cù gì? Cù gì? Cái đó mới thịt cù, cái này thịt cù. À, cái này thịt cù. Thịt cù đây hả? Cái này bò. À, cái này là bò. Dạ. Cái này là rib eye nè. Cái này là rib eye. Number 1, number 2, number 3 đó. Dạ. Nếu mà tụi em ăn được có tính tiền không? Hả? Không. Đã bao gồm hết rồi. Ok. Ăn bao nhiêu thì được. Ok dạ. Chị. Mà đừng có đừng có order rồi không thích cái bịch đổ. À dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ, họ viết trong cái menu đó. À. Đủ đồ thì không được. Đúng rồi, ăn đủ hết thôi. Cứ ăn tới no luôn. Tức là mình sẽ ăn hết luôn, không có được để dư đồ. Dư đồ là sẽ bị tính tiền đó các bạn. Đúng rồi. À ha. Vậy là cũng rẻ luôn, mất đâu. Mỗi người là 28 đô hả? Wow, rẻ đó các bạn, mỗi người 28 đô thôi, mình ăn phủ phê, mình ăn từ nào đã miệng thì thôi ha. Đó, nhưng mà với điều kiện là các bạn không được ăn để mà dư đồ nha. Không được ăn để mà dư đồ ăn đó các bạn. Dư đồ ăn bỏ phí là người ta sẽ tính tiền đó, tính tiền người ta căn phí là người ta tính tiền các bạn đó nha. À, chị phải bỏ nữa, cái đó vô trộn lên hả? Các bạn thấy mình ăn có ngon không vậy? Sao các mấy chị nói mình ăn không có ngon các bạn? Ta nhai dữ dằn vô. Rồi con nhỏ ha, nguyên con a ra nguyên cái miếng gà. Gà gì đó. Đó nó sôi. Cái này nó lâu chín rồi. Bỏ cua vô chưa? Rồi. Cho thịt sôi à chứ. Sôi sôi mới đã. Rồi đó. Chứ cái kia là ăn kia. Bỏ rau nhiều nhiều vô ăn mới đã quá. Chứ sôi cho bỏ rau. Ủa hồi nãy mình có đem mì gì thêm ăn hả? Đúng rồi đó. Thôi ăn thịt cho nó ngon. Thôi ăn thịt đi. Con mẹ ăn hết. Ở cài. Ăn đà, đồ ăn đang ngon này, ăn mì chi các bạn ha. Ăn thịt đi cho nó ngon. Đó. Ủa nãy kêu nước chưa? Nước gì? Đâu ai kêu, ai biết gì đâu. Người nào đi ăn trước người ta không biết, không kêu kêu. Là kêu rượu nó có phi. Không có phi thôi chứ rượu nó không có. Nước ở ngoài đó có sẵn chị không có kêu được. Kêu. Không, nó có nước ở ngoài đó. Có nhưng mà mình kêu là nó tự. Ủa cái chén của em đâu, cho em cái chén thôi. Ăn nghe các bạn. Mời các bạn ăn lẩu Măng Cổ với chị em mình nha. Lẩu Mông Cổ. Đây là thịt cù phải không? Thịt cù đó, đó là thịt cù. Thịt cù. Còn bên kia là thịt bò. Không, bỏ bên kia cho nó cay cay đi. Bỏ bên cù. Nói ăn cá cơ chị yêu. Thôi, ăn rau cho nó lành. Ăn đi. Nói chung cái nào thấm cho hơi thấm thấm được. Ăn rau cho nó đừng bị bệnh các bạn. Bởi vậy quay YouTube mà ăn rau không chút mẹ rồi. Ngon ngon. Tôi lại phải trắng với tao này. Ngon không? Ngon ngon các bạn. Ngon lắm.
Ngon không chị? Ngon. Bỏ 30 đô là thấy ngon. Nhận xét chị, ngon không chị? Ngon. Cái nước này nha. Đây đó, mai giờ nấu y nước này nha. Là nấu ra không? Nấu nó hút bắt nhiều lắm. Mút đậm đà không? Đi ăn gì vậy? Để vô đó đi chị. Tuần này thì đãi đi, tuần sau mình nấu quán nha. Tết đừng ẩu nấu. Cay các bạn. Bên cay nó cay quá. Tết là người ta có đồ ăn đó nha. Ngon quá. Mực các bạn. Nước cay nó đậm đà hơn. Còn nước không cay thì nó không có đậm. Cay quá thì ăn nổi. Ngon quá. Mà hôm nay không dám ăn đồ đó. Thì để cho tối lên chị mới nước vô mà. Mà vừa thôi chứ chín quá nó không có mềm sạch rồi. Rồi đó đi, kêu thêm cái lẩu nữa. Kêu thêm. Bố con ta nó bụng quá rồi. Xơi. Nãy thấy bỏ mực vô lâu lắm mà, thấy mực nữa. Rồi ớt nè. Bỏ thêm mực ý. Mực tuột nè. Rồi lúc đó đi. Ôi cho mực đỡ bên đây lần đi. Dưới á mà ăn thịt bò ơi, thịt bò chín rồi nè, gấp đi nè, không có giờ ăn ngon quá các bạn ơi, ngon mới ngủ dậy á hả? Nè các bạn, đó mấy chị mới tới cái thêm rau chị. Nước cay nó đậm ha. Nè, ăn không? Không muốn ăn thêm, ăn trước không lên. Cái gì vậy? Nghĩa nó bụng. Một con mực tuột các bạn. Nó mì đâu hả? Có đầy đủ hết. Ngon quá. Em muốn ăn trứng, có trứng bên đây nè. Bò trộn vậy đó. Trộn với nước lẩu rồi. Ôi nước nè. Đập vô đây nè, chấm. Đập bánh gì? Đập trứng vô đây nè. Gì vậy? Ngon lắm, đập vô, bỏ vô. Trứng vô hả? Đó. Cái thôi. Rồi ăn nó làm sao? Thiện, giống như ăn vậy thôi. Rồi nước ra mình ăn thôi. Còn bột hả? Ngồi kế đó luôn đi. Đúng rồi, một người nữa thôi. Tính ra có 8 người với gì nữa. Cay mà ngon quá. Ngon mà cay quá quên. Thịt bò bỏ vô thêm chị. Thịt cù nữa nè. Bỏ thêm thứ mới đi.
khoảng lát nó ra nước ngọt ngon á. Thấy có miếng khoai nè, dớt chưa vậy? Bà nhớ là lúc trước á, là nó bị mưa cắt cho mình chứ nó đâu có để cái gì vậy. Trời đang mưa các bạn, ăn lẩu ngon vô cùng. Nó đâu có mấy đâu, nó sẽ cày á, nó có cánh lửa này. Cá các bạn tươi ngon. Thấy nấm mà càng ăn đâu nè, nấm với phần lòng gì đó nó ăn. Cái này cái lẩu này nó vừa có thuốc bắc các bạn, nó vừa có ớt đó, tự ra rất là nhiều luôn á. Nó tự mà bây giờ à, ớt gặp ớt không mà. Ăn cho lột lưỡi các bạn. Mình đã nói nhiều rồi, ăn thêm nói nhiều nữa. Như cua nó không được, không được tươi phải không? Cua này cua lột. Trứng nè. À bỏ đây. Rồi đây. Cua lột hả? Ăn không sẵn anh ta nè. Thôi ăn đi. Bỏ vô nữa đi, đặt vô nữa đi. Đâu tính tiền đâu. Trong cái lẩu này á, nó có thảo quả các bạn, nó có mấy cái thuốc bắc nữa mà nó nấu cay quá, cái vị thuốc bắc nhiều lắm cái vỏ cái lẩu này. Nó có câu kỷ tử nữa nè. Đây nước là mình tự phục vụ các bạn. Tôi cái gì cũng tự phục vụ, giờ sao đổi mới chứ là trước đâu có vậy. Mình gì lâu nữa rồi ta. Kêu đi đã, biết có lên không? Không, tôi nghĩ là nó lên. Này không dám mà. Cua ở đây là ra bán cua lột các bạn, mềm. Mình ăn mình tưởng đâu có nó ớt không ai vậy, nó lột. Lâu vậy chị kia lấy nước cho mình uống. Cơm của mình, các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ giúp mình nha. Bye bye. Nhìn mình ăn là ăn.